Vì chưa kết hôn nên càng phải chia tài sản sớm. Và lý giải điều này cho ba mẹ hiểu là sau này mà con kết hôn rồi giống thằng kia mà có kết hôn, ba mẹ chia cho nó là sau này trục trặc là phải chia đôi. Con bây giờ độc thân, sau này có kết hôn chia cũng không phải chia đôi, cho nên là chia cho con sớm. Em đang học và theo học một cái chuyên ngành về spa và điều trị về da. Thì sang năm em có dự định mở một cái spa kinh doanh về điều trị da ở thành phố Đông Hà, ở Quảng Trị. Thì em muốn thầy có thể cho em lời khuyên hoặc là... Cái đoạn này là tôi biết rồi, tôi nhớ rồi. Thế bây giờ câu hỏi của em là làm nào để khách đến vào mùa đông đúng không? Vào mùa thấp điểm. Làm sao để tăng doanh thu vào mùa đông tại của nhà hàng tại bãi biển Cửa Tùng ạ? Được bao nhiêu chỗ ngồi? Cái sân tiệc cưới có thể ngồi... Cái hội trường lớn nhất chứa được bao nhiêu người? Kiểu như này đúng không? Kiểu như này ngồi khoảng được 1.300 tới 1.400 người ạ. Cô là chị gái của Hoàng Thành đúng không? Dạ vâng. Bây giờ đầu tiên ấy, về công việc đầu tiên ấy là xin bố xin mẹ chia đôi tài sản, bao gồm hai việc sau đây. Tài sản nào cho được thì cho luôn, tài sản nào chưa cho được thì đề nghị là làm thừa kế. Không là thằng đấy nó chiếm hết của mình, xong nó là em nó, nhưng mà nó đang vận hành hệ thống kinh doanh nó lấy hết của mình. Cho nên là đây là có hai việc tôi dặn này, nhớ là về đừng bảo là tôi xui nhá. Dạ vâng. Việc một là bây giờ đòi xin chia, xin tài sản, xin đúng không? Xin, đấy là mình phải xin. Ở đây là mình là vốn thuận con gái, thiệt thòi đôi đường rồi. Học hành ngày xưa có đi Thái, tại đi có Thái học không? Dạ em thì... Có được đi nước ngoài học không? Có, qua Trung Quốc được 3 tháng thì Covid. Thế đấy là mình thiệt thòi, đã là con gái đã thiệt thòi rồi. Học hành lại thiệt thòi hơn nó nữa đúng không? Nó lại là con út nhưng mà nó lại là con cả. Mình là chị nhưng mà mình là vẫn là con thứ. Đấy, phận gái nó thế như thế, cho nên là mình phải xin được hai phần, nó một phần thôi. Nhưng mà bây giờ phần lớn là nó chiếm hết rồi thầy. Chính vì thế tôi mới bày cho cách mà làm. Chứ bây giờ nó chiếm là nó đang kinh doanh. Nó kinh doanh thì tài sản đó vẫn thuộc về của bố mẹ. Nhưng mà em vẫn thích kinh doanh riêng thì... Kinh doanh riêng thì phải chia đã rồi mới kinh doanh riêng. Bây giờ mà mình có lợi thế thì ba mẹ sẽ thấy mình cũng làm ăn được. Ba mẹ không cho mình nữa. Hiểu chưa? Thì bây giờ mình là phải cứ giả ngu, giả điếc, giả câm, giả mù, giả mẹ ngớ ngẩn. Thì lúc đấy mình mới dễ được chia. Người ta mẹ cha mẹ bây dạ, giờ nhưng mà bây giờ chỉ cần đọc câu thần chú này thôi, không cần phải câu thần chú là mở cửa hàng, không phải câu thần chú là mở kinh doanh riêng, mà câu thần chú là I love you. Về cái ngân hàng đấy bấm đúng cái mật khẩu đấy, ngân hàng Bama Bank nhé, bấm cái mật khẩu I love you. Dạ nhưng mà bây giờ tài sản để mà chia thì khó để chia thì... chia hết đứng đồng sở hữu, chia tất. Cái chỗ khách sạn đấy là phải cũng phải chia, đưa tên mình vào. Cái chỗ nhà hàng dưới biển cũng phải đưa tên mình vào. Bởi vì là nhà thì cái dưới biển là của bà cô thì của bà cô, nhưng mà là mình góp vốn thì mình vẫn là của mình. Phải chia hết. Cái gì tôi cũng biết hết ý. Cô chưa khai có tên cô là gì tôi còn chưa biết, nhưng mà tôi biết tài sản của cô ở đâu cơ. Thế mới kinh. Đấy mới gọi là thấu hiểu khách hàng. Thầy ơi, ngoài cách chia tài sản thì Không cần làm cái gì hết rồi, sao bằng cái cách đấy được. Bảo từ nãy giờ xui cũng nghe. Chia xong ấy thì bây giờ còn đăng ký kết hôn bên kia không? Em chưa kết hôn lần nào. À nếu mà chưa kết hôn thì càng tốt. Vì chưa kết hôn nên càng phải chia tài sản sớm. Và lý giải điều này cho ba mẹ hiểu là sau này mà con kết hôn rồi giống thằng kia mà có kết hôn, ba mẹ chia cho nó là sau này trục trặc là phải chia đôi. Con bây giờ độc thân, sau này có kết hôn chia cũng không phải chia đôi, cho nên là chia cho con sớm. Mà chia cho con phần hơn thì con sẽ giữ được nhiều. Chia cho thằng kia là nếu có trục trặc nó bị chia đôi đấy. Đấy. Dạ vậy thì thầy chỉ cho em cách để thuyết phục ba mẹ đấy, chia tài sản chỉ đấy con gì nữa. Là phải chia cho mình nhiều hơn thì mới giữ được. Mà con bây giờ thì cũng chưa chắc đã có tính cái chuyện cưới chồng hay con hay không, nhưng hay con cứ ở như vậy con phụng dưỡng ba mẹ, nên ba mẹ cứ của ba mẹ cũng là của con và của con cũng là của ba mẹ thôi. Thế nó có hai phần, phần chia được và phần chưa chia được thì cũng làm thừa kế luôn. Đấy, để nó hình thành tài sản trước hôn nhân đấy. Vậy việc kinh doanh của em thì làm sao? Không cần phải kinh doanh làm cái gì? Bây giờ em tính đi, em có kinh doanh ra làm sao được ra cái khối tài sản đấy. Em cứ tính đi, em cứ nghĩ đi. Em làm cái kinh doanh giờ em làm em mở spa ra là em đốt tiền. Em có làm đẹp nhất cái khu vực đó, em làm thì em phải làm đẹp nhất cái khu vực Đông Hà của nhà em. Đúng không nào? Lại bỏ tiền tỷ ra đấy. Rồi tiền tỷ xong em bao giờ thì em thu lại được cái tiền đấy. Một cái ca spa làm được bao tiền? 28 triệu một cái liệu trình mấy tháng rồi.
bao giờ em lấy lại được tiền? Dạ đúng rồi. Ồ, làm cái khác. Ba mẹ tính chia tài sản thì em tính kinh doanh spa thì... Không, tôi chỉ cho cái cách kiếm tiền, hôm qua tôi chỉ cho nó rồi. Thế nhá, bây giờ nhanh nhá. Cái chỗ đấy thì kinh doanh nó rất là khó. Nếu mình làm thì mình có sao, mình phải làm ở Quảng Trị mà không làm ở Hà Nội, hiểu chưa? Thôi, không làm. Thật nghiêm túc. Bảo làm không làm là không làm. Vì làm phát là bận luôn. Đây có mấy chị làm spa biết này. Cắm đồ làm spa vất vả lắm. Mệt. Mình có nhiều tiền thì mình để mình dùng cái tiền đấy mình làm việc khác, mình phải xin vốn ra, lấy được tiền thì ra. Lấy cái tiền đấy xong gửi vào tiết kiệm thì mình đã dôi ra được cái số này. Nhưng mà tôi bày ở chỗ khác. Tôi bày ra lấy được tiền thì đã. Bây giờ nhá, cái quan trọng nhất mà thằng kia nó không biết. Đấy là số lượng sổ đỏ của ông bố em ấy. Em cũng không biết nó nằm ở đâu. Nằm trong ngân hàng hả thầy? Không, không phải nó nằm trong ngân hàng. Mà là có bao nhiêu sổ em còn không biết. Sổ, cái số sổ mẹ em biết. Còn có số sổ là bố em, riêng bố em biết nữa cơ. Không, mẹ không biết cơ. Đấy mới là cái chỗ nguy hiểm. Chắc là trong ngân hàng hết rồi thầy. Không, không, không. Ngân hàng là để lấy cái chỗ cái khu giữa. Nhưng mà thầy cho em hỏi là bây giờ em vẫn muốn làm spa thì sao ạ? Thì bây giờ đừng gọi là làm spa. Đấy là em gọi là chơi spa thì tôi đồng ý. Chứ còn làm thì đấy không phải là công việc. Đấy không phải là làm. Em chơi, em mở ra để oách với làng với nước đấy chứ. Nhưng mà đừng làm cái việc đấy, tôi bày cho việc khác. Tôi bày cho việc khác mà làm được nhiều tiền hơn thì có làm không? Dạ có. Mà nhàn hơn có làm không? Vui dạ, hơn có làm không? Dạ có. Có thì tôi bày cho việc khác. Dạ. Tôi nói thật mà. Dạ em cảm ơn thầy. Nhưng bây giờ phải lấy được tiền đã. Thôi. Thế nhá, theo con đường như vậy nhá. Dạ em cảm ơn thầy. Bước 1 là về là xin chia tài sản, bước 2 là xin chia thừa kế. Có hai cái anh em có hiểu tài sản, chia tài sản và chia thừa kế, ai băn khoăn cái chỗ này đây. Dành cho bạn một tràng vỗ tay thật lớn đó. Cảm ơn bạn. Thank you. Đây tôi vừa nói là chia tài sản và chia thừa kế, anh em nào có bị rối ở hai cái việc chia này thì giơ tay tôi giải thích cho nào. Có nhiều người rối cái chỗ này không? À rồi, cảm ơn các bạn. Thế này thì gọi là chia tài sản này. Chia tài sản tức là lấy tài sản của mình cho con mình luôn, chuyển giao cho nó luôn, nó sở hữu và nó tự quyết định luôn thì được gọi là chia tài sản. Mình cho nó, cho nó tài sản. Cho thằng anh, cho thằng em một ít, cho cô chị một ít thì ta gọi là chia tài sản. Nhưng mà mình là ông bố thì mình vẫn phải giữ lại tài sản cho mình đúng không? Ví dụ như tôi có 5 đứa con thì có 3 đứa lớn và 2 đứa nhỏ thì tôi chia cho 3 đứa lớn. Đứa lớn là 10, ví dụ như đứa lớn được 100 triệu để làm tài sản đó. Đứa bé được 500, đứa 700 ví dụ thế. Đấy là chia, không phải chia đều đâu. Có sẽ có chia nhiều và chia ít vì quyền của ông bố ông quyết định hết. Thế thì ông bố thì bao giờ cũng có cái xu hướng này này. Nghĩ trong đầu bao giờ cũng là cái xu hướng là chia thằng con trai nhiều hơn. Không có bình đẳng gì đấy đâu. Vì cái thằng đấy nó là con cả, nó sẽ đi thờ tự, nó đại ý như thế thì sẽ chia cho thằng đó nhiều hơn. Thế thì bây giờ là mình phải xin và mình phải đọc thần chú. Thế thì xin thì bây giờ là ông ví dụ ông có 1.000 đồng. Ông có thể cho mình 10 đồng thôi chứ không cho nhiều đâu. Cho mình 200 đồng là rất nhiều rồi đúng không nào. Thì có thể ông ấy cho có 1.000 đồng cho mình 10 đồng, cho mình 200 đồng. Có bao nhiêu là cho bấy nhiêu, phải chấp nhận chứ không đòi được. Cho nên ở đây là phải xin và phải dùng cái tuyệt chiêu đàm phán để mà xin. Trong cái 30 cái tuyệt chiêu đàm phán đấy, sử dụng hết 45 vũ khí trong đàm phán đấy đi thì ông ấy sẽ cho mình nhiều hơn. Cho mình nhiều hơn vì tài sản của ông mà, mình có lấy của ai đâu. Mình chỉ xin của ông thôi chứ mình không phải giành của thằng em. Đấy thì đấy là như vậy. Ông có thể trong 100, trong 1.000 đồng của ông có thể cho mình 200, cho thằng em 100. Vậy ông còn bao nhiêu tiền? Cảm ơn các anh chị, ông còn 700. 700 này là của ông hay của ai? Đúng rồi, của ông, nên là ông không chia cho ai hết. Thế thì thừa kế có nghĩa là thế này, là trong khi ông còn sống thì tài sản là của ông. Nhưng khi ông chết thì tài sản này sẽ được chia cho những người thừa kế. Những người mà có tài sản để chia thì gọi là người để lại di sản. Còn những cái người mà được chia thừa kế thì được gọi là người thừa kế. Nếu có di chúc, tức là tài liệu chia tài sản, thì sẽ tuân theo di chúc. Còn nếu không có di chúc thì sẽ chia cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Nếu không có những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất mới chia cho người thuộc hàng thừa kế thứ hai. Như vậy thì nếu có di chúc mình muốn được nhiều thì mình phải viết di chúc cho mình được nhiều. Còn không thì sẽ chia đều cho tất cả mọi người.
Nó sẽ có là hàng thừa kế thứ nhất gồm có cha, mẹ, con, bao gồm tất cả các loại con nuôi, con đẻ. Nhưng mà nó còn có một cái loại này nữa này là khó này, con ngoài giá thú. Giờ tự nhiên ông chết xong không có di chúc nên phải đăng lên báo là 30 ngày nữa nhà tôi mở di chúc ấy, các ông có ai có khiếu nại gì thì qua đây. Thế thì tự nhiên nó lại lòi ra mấy cái thằng nó đi xét nghiệm ADN, nó bảo đây là con. Mà chuyện này không biết được đúng không, đi ngồi tranh cãi lâu lắm. Thế là nó nhận là con cũng phải chia đều cho nó. Thế thì chia cho 700 đó thì là nửa của ông nửa của bà, cho nên là chẳng may mà ông đi trước chẳng hạn thì 350 đồng này sẽ đem đi chia. Chia cho thằng anh, chia thằng em, chia cho thằng hàng xóm nữa, thế là mất phần của mình. Thế cho nên là phải viết di chúc. Thì sau đấy cái thằng hàng xóm khác nó có sang nó nhận là con thì cũng không phải chia cho nó nữa. Đấy là lý do phải viết di chúc, các ông hiểu chưa? Cho nên mình là con, mình phải yêu cầu bố mẹ viết di chúc đi. Là tôi cung cấp dịch vụ viết di chúc. Thật mà. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.